What the zombie? Zombie gì á? Có cả zombie boss nữa. Chạy xa. Không, kiểu như là chạy bọn mình lại gần nó nổ. Nè, các bạn tôi sửa đi. Ok. The bigger they are. Nó nổ quanh hiệp. À. Hiệp. Nhìn hắn chết luôn. Oh. Đánh zombie. Em ảo ơi. Em ảo ơi bơi. Tôi bị kẹt trong đống lá. Kẹt thiệt không ơi. Anh biết đi. Rồi nó kẹt bà nó được rồi. No. Lá cứng mà. À người ta làm tiếng lớn á, tụi zombie nó bu vô hả? Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out. Giờ mấy canh nghe đầu đông nè. Ok không sao. Ổn ổn. Đã đến đây mà tiếp tôi mới nâng tiếp được, tôi bị ngáo. Một phát là chết đó bạn. Cái đầu. Đó. Chết nhắc. Đúng ghê luôn. Nói chung là phải canh chuẩn ngay đầu mới chết. Với tôi luyện ngay đầu chết. Sao nó toàn bu vong. Tôi lên rồi. Rồi chém phát bể đầu. Ê mình đụng thịt vậy làm gì vậy bác? Wow, nâng cấp xong nhìn xấu quắc luôn. Gia cố rồi ha. Đúng là ý con gì vậy? Cái này tôi thấy trong hình trên Steam có. Tôi gọi nó là body. Hả? Tôi gọi nó là body. Body hả? À, tôi cũng vậy, lại thấy tôi lấy dao mạnh nhất của tôi. Nhìn bật thì chứ, cầm dao Sida, cầm dao nhỏ xíu chọt nữa. Nó mạnh không? Còn Motolop không? Nằm ở đây trên á. Phải con boss chết luôn à. Ảo vậy. Đây còn nhiều táo lắm. Thoải mái, thoải mái. Mà sợ. Mà sợ mà cho cái chạy. Mà đỡ hợp sợ. Cũng có hàng chứ bộ. Ừ, cũng có hàng chứ bộ. Thế vận đồ vậy thôi, nhưng mà ở trong tàn súng ống lựu đạn không qua. Cởi áo lại súng ống lựu đạn. Trong đây nghe nhạc hạp. Nghe nhạc thiệt luôn trời. Nghe nhạc mà hết tâm trạng đánh lộn. Bạn này hơi bị to đấy. Damn.
look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out! Here's the cover! Phải đau. Vậy, không làm cái kẹt trong góc. Yeah. Rồi tôi bán súng cái. Bán súng cái để liền. Giờ đợi nó level 14 thì xài hàng. Level 14 có hàng xài rồi. Để tôi càng luôn. Fuck yeah. Anh như tôi chưa mua bơi. Ủa sao ông càng luôn rồi. Stop. Đây, cho tôi đẩy ông ra. Ok rồi. Không phải đi bắn. Tôi đang spam phim trong em. Không đi được. Mày ơi, đi sửa đồ. Tôi mới có con dao hai đầu nữa. Trời, chém gỗ, chém tường không hư, chém zombie, chém thịt hư. Ê, upgrade được nè ba. Mới biết. Chỉ tôi thấy sao mình dư nhiều tiền mình không xài. Giờ có đi mua đồ, nó bán bớt đồ đi. Thằng nào nó bán đồ.